Sáng ngày 21 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, trong những ngày qua, khi phát hiện ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, ngành y tế phối hợp chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo áp dụng nghiêm các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly nhằm kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, ngành y tế đã khẩn trương thần tốc truy vết, xét nghiệm trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đã thực hiện hơn 10.000 mẫu, phối hợp với Viện Pasteur để làm thêm các kháng thể để xác định nguồn lây. Hiện HCDC đang tìm chứng cứ, cố gắng tìm nguồn lây của ca ở quận 3 và quận Gò Vấp. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho rằng cần siết chặt quản lý các hàng quán ăn đối với hàng quán nhỏ, nếu không đảm bảo quy tắc phòng dịch, cần tạm ngưng, không cho bán tại chỗ và yêu cầu bán mang đi, khuyến khích đặt hàng, giao hàng. Đúng 7 giờ sáng ngày 21 tháng 5, tất cả các khu vực bỏ phiếu trên xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đồng loạt làm thủ tục khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm bỏ phiếu tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, trên địa bàn xã Thổ Châu có 4 đơn vị bầu cử, chia làm 5 khu vực bỏ phiếu. Trong đó 4 khu vực bỏ phiếu với 957 cử tri là người dân trên xã đảo, đủ độ tuổi đi bầu cử và 1 khu vực bỏ phiếu dành cho lực lượng quân đội đóng trên địa bàn với 881 cử tri. Tương tự tại đảo Hòn Khoai, xã Tân An, huyện Ngọc Hiển và Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay ngày 21 tháng 5, khoảng 42.696 cử tri của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông, tỉnh Nghệ An đi bầu cử sớm. Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, tại huyện Kỳ Sơn có 31.246 cử tri, Tương Dương có 5.082 cử tri, Quế Phong có 3.943 cử tri và Con Cuông có 2.425 cử tri thuộc khu vực bầu cử sớm. Các cử tri này sẽ đi bầu cử sớm tại 207 điểm bỏ phiếu. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, các điểm bầu cử sớm này nằm ở vùng sâu vùng xa, biên giới, nơi có địa hình phức tạp nên việc di chuyển từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ mất 1 đến 2 ngày. Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh. Trưa ngày 21 tháng 5, Bộ Y tế cho biết, trong 6 giờ qua cả nước ghi nhận thêm 50 ca mắc COVID-19, từ ca bệnh 4.834 đến 4.883, tại Bắc Giang 45 ca, Hưng Yên 2 ca, Hải Dương 1 ca, Điện Biên 1 ca, Hà Nội 1 ca. Tính đến 12 giờ trưa cùng ngày, Việt Nam có tổng cộng 3.405 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.835 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 129.502 người. Về điều trị, cả nước đã có 2.689 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và 40 ca tử vong. Trưa ngày 21 tháng 5, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thông báo về ca bệnh COVID-19 tử vong. Đây là ca tử vong thứ 40 có liên quan tới dịch COVID-19 tại Việt Nam và là ca thứ 5 trong đợt dịch thứ tư này. Theo đó, ca tử vong là bệnh nhân 3028, 70 tuổi, nữ. Ngày 5 tháng 5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được các giáo sư đầu ngành hội chẩn quốc gia ngày 18 tháng 5. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không giảm mặc dù đã được bệnh viện cấp cứu hồi sức tích cực. Bệnh nhân tử vong ngày 20 tháng 5. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu não. Sáng ngày 21 tháng 5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 2982. Bệnh nhân này là trường hợp đầu tiên của Đà Nẵng phát hiện dương tính virus SARS-CoV-2 do lây nhiễm trong nước trong đợt dịch bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm 2021 ở Đà Nẵng. Theo đó, nam bệnh nhân NTN, 28 tuổi,
trú tại 91 Nguyễn Phan Vinh, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân làm nhân viên bán vé khu spa tại khách sạn Phú An, đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân 2982 đã được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 3 đến ngày 21 tháng 5, điều trị 18 ngày. Theo chỉ đạo của Sở Y tế Đà Nẵng, sau khi ra viện, bệnh nhân số 2982 sẽ được đưa về Trung tâm Y tế quận Hải Châu để tiếp tục cách ly y tế 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Càng đến gần giai đoạn cuối của đợt chuẩn bị cho vòng loại 2, vòng chung kết World Cup 2022 khu vực châu Á, thay trò huấn luyện viên Park Hang-seo vừa chạy đua với việc chuẩn bị về chuyên môn, vừa tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là quy định tập kín, không mở cửa đón người hâm mộ hay giới truyền thông ở các buổi tập gần đây. Buổi tập chiều ngày 20 tháng 5 đã đánh dấu sự trở lại của Xuân Trường sau thời gian tập riêng cùng bác sĩ đội tuyển. Song song với việc tập luyện, đội tuyển luôn được nhắc nhở nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, buổi tập ngày 20 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã vui mừng khi được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng đến thăm và động viên trước khi lên đường sang UAE. Ban tổ chức địa phương cho biết, Nga sẽ cho phép những người hâm mộ nước ngoài có vé tham dự các trận đấu Euro 2020 ở St. Petersburg sẽ được vào nước này mà không cần thị thực. Nga vẫn hạn chế việc nhập cảnh của người nước ngoài vào đất nước này vì dịch COVID-19, chỉ cho phép công dân của các quốc gia mà họ đã nối lại các chuyến bay quốc tế qua biên giới của mình. Quyết định cởi mở từ phía chủ nhà Nga, dự báo đây sẽ là một địa điểm thi đấu sôi nổi và gây chú ý nhất của giải đấu vào mùa hè này. Thành phố St. Petersburg với sân Rostocki, ban đầu đăng ký với UEFA, sẽ chào đón khán giả 50%, sức chứa hơn 68.000 chỗ, nhưng để ngỏ khả năng chào đón nhiều hơn trong lần chốt lại cuối cùng trước khi vào giải.